Bí học tình tiếp, bí học thông xin lên tục tiếp bất, thông xin lên tục tiếp thông để quay lại bí học chập lại khổ khăn của ngày số sụp. Bí học để khai óc đờ đúc, dịch bệnh cũng tiếp cầu, đang phan quảng phức tạp. Xong chữ mày cầm cho cũ bác, chú lê khổ khăn thân dư, cũng phải thi đua, giải thưởng đẹp bạc, thông thức đẹp bạc. Chỉ đúng hẳn, tăng ngành giáo dục, đã gấp đang cố gắng bay quá nay khổ khăn, vài hai thưởng xuất sắc, tăng đại việc tạm óc của bí học. Dù trường trung học phổ thông chuyên Hà Giang, việc giải thử qua mạng đã đầy lươn trường hiệt, đảm bảo hạp đầy đủ của giáo viên cấp học sinh. Vì học thòn xìa linh thòn thiếp mết, thòn xìa linh thòn thiếp thóng. Tàng trường mi chết bát chết tiếp cáo nọng học sinh, bê tiếp hạc cán bộ giáo viên. Từ hùa bị học, trường đã khuyên phương án giải thử qua mạng. Các hạ bài tập còn tuần đã bay mi dịch bệnh xảy ốc. Giáo viên của lươn trường đã tối mất được việc dùng lại phần mềm, hứa hạ giải thử. Mỏ mai cơ lô sốt tím, rúm, vẻ dây thư qua màng. Về lần trao, bảo cản hệ cốt lượng trường đời bò mây học sinh đã hiện đầy đưa. Nhờ hẳn đào đào quá, dù lè dịch bệnh, học sinh mít thường trường, khuôn việc dây thư các thòn thư cốt lượng trường vẫn tạo đầy hiện đầy miạc. Mặc dù thực tế dù lè đau lúc hết bọn khỏi chậm đi ăn khẳng khuẩn đề ba lần trao quốc ngành lươn trường các bà bài khuẩn quốc khoa học công nghệ nhân lè bảo cố gắng quốc lại thầy cô giáo các lại nòng học sinh lè bọn khỏi biến lè ăn khẳng hẳn tên tì in phải bài khuẩn này lè việt tàn óc mở chuyên tối số đã ngành giáo dục đang hoàn cảnh hào bọn khỏi tôi chưa mải cầm cho cô bác lè chậm ăn sạc thường hào vẫn tạo thi đua dạy thư đem nhạc thòn thư đem nhạc. Vì nương tao mưa con, việc dạy thử các thòn thử qua màng nhằng lát. Lẽ khẳng này, tôi lặng lại phải rằng thường trường phải phòng chế dịch COVID tiếp cáu. Giáo viên học sinh, cổ mò bò mẹ lại nò rút tỉnh, đào quen để các dạy thử đã phải mi dịch bệnh. Là trường học, đã các đoàn chuẩn bị đo mua đồ cua về dạy thử qua màng. Chọn lại phần mềm dạy thử qua màng hàng hạp, khai phải lần trao hỏi giáo viên học sinh tốt con phải không hết. Trong lúc mà dịch thì bọn em nghỉ ở nhà thì các thầy cô đào văn bươn mì dịch bệnh bài nòn rút lườn còn tuần lại thầy cô giáo xây áo bài tập hà ứ nòn sẽ cố gắng hết thuần bài tập hẳn làm văn giờ các cái hiệt lại thầy cô đạt thuần trao lúc hết bài hờ giạc lư mì tô lắm mít chắc lù lè nòn sẽ lòng hờ lại thầy cô giáo thám mì bài học lại phần hàn sẽ ngay hơn. Đối đội học sinh giỏi, lúc học qua mạng, dù lè kiến thức mới đánh ngài mà học suốt nửa lớp. Khuẩn nào nghỉ, việc chồng lại video bài giảng, sẽ hứa bài nào chắc lù lại kiến thức hẳn. Các hứa bài nào ngài chập đời lại kiến thức hơn. Có thể dễ dàng hiểu và tiếp cận kiến thức hơn. Trường cấp thẳng phường đồ suốt nào thành phố Hà Giang, phần lại học sinh lê lục nòng lươn hết lại nà. Chỉ lòng hẳn việc thòn thử qua màng chụp lê ăn khẳng. Do hẳn đào thòn bài nghỉ dịch phòng chạy dịch bệnh COVID tiếp cầu bì này. Từ văn sổ ếch thường văn thiếp thám bướn thiếp mết. Các văn thiếp thám thường văn thòn thiếp mết bướn thiếp mết. Bàn giám hiệu lươn trường đã lươn chắc giáo viên. Bảo cán nó bài tập hạp đấy học sinh. Chạy họ lại quá lại nó mỹ hiện đầy thướn. Khen hẳn mấy cái lần trao hỏng học sinh thòn thứ. Hệt thướn về đề giáo. Các tạo nọc kết quả thòn thử của học sinh làm việc tạt óc. Trên cái quan điểm là dừng đến trường chứ không dừng học. Thì nhà đối quan điểm, giảng thường trường, khuẩn biết giảng thòn thứ. Lớn trường đã lớn chắc giáo viên, ao bài tập học học sinh, hết lòng tham khách. Tài hết lấy ao bài tập học học sinh qua mạng, mở ra lô, gờ méo. Tài thòn đời lại bò mẹ mịt điều kiện, lẹ bò mẹ thường trường ao bài mưa học lục luôn là hết. Tài thám. Đời lại nòng học sinh rút lại thôn phổ thống, lè giáo viên bộ môn sẽ phần cán quyết luôn học sinh ở bài tập học lại nòng. Bài về cho học sinh làm. Tàng trường mì ba nương cao thiết bên học sinh, đàng hàn mì cao thiết bên học sinh rút thảm thôn phổ thống. Bàn giám hiệu trường cấp thẳng phường độ, đào quyết định bắt bến thám nhóm học sinh, đợi tham cách ở bài tập học tăng cắn. Nhóm tẩy ít. Lại lại nòng học sinh giúp bộ tăm mì máy tính điện thoại không màng đáy. Lại thầy cô giáo xây ở bài học qua màng. Nhóm tài thòng lấy học sinh khổ, lườn trường phần học lại cô giáo in đo bài tập. Làng hàn lần trao học bò mẹ thường áo khảo lại giờ tháng cắn, vài chạy chụp lại cần. Nhóm tài thám lại lại nòng học sinh giúp thám thôn phổ thúng. Các lại nòng học sinh khổ, giáo viên phương tầm lườn học sinh, vài học bài tập. Các thầy cô thì luôn luôn sát sao, cũng như là chăn trở
Lại thầy cô giáo đau lương trường, đã sao đo lại cách hiệt, vậy ngủ họ lại nòng đau thòn thứ. Đổi trường xuống quay thành phố, bọn khỏi ở bài tâm họ lại nòng ồn đã văn buồn nghỉ dịch. Vài còi lại nòng đã mì lại cố gắng, cổ mò thòn thứ rút lươn đầy đầy bâu. Giáo viên tốt lắng ở bài họ lại lỗ sáng, lại lại nòng hết các nộp bài học cô giáo. Các con xong, thì các em sẽ nộp bài cho các cô. Nói chung thì trong mùa dịch thì các con thì ngoài các cô gửi về cho buông các con tặng lại đã bay mì dịch lại cô giáo phát bài tổng hợp bài lục còn văn tốt hẳn lại lục thòn thứ lại bài mỹ chất lề lục tốt lòng điện thoại tham cô giáo buông tặng lại cô giáo vừa ở lại lục lòng này tốt đầy miệng hiểu lại lục nghỉ hôm qua sẽ lừng kiến thức về lại cô giáo ở bài tổng hợp lại lục lòng này tốt ở mặt đầy lệ ăn đầy miệng hợp lại lục giao bài tập của các con thì cũng như thế thì cũng hiệu quả cho các con. Vì học thòn xìa linh thòn thiếp mết, thòn xìa linh thòn thiếp thóng. Ngàn giáo dung Hà Giang rằng con lấy ăn khẳng. Đào bài mi dịch bệnh, tàng tình trong tàng lại ngân cua tù cần hợp phòng trẻ dịch bệnh COVID thiếp cáu. Mi là trường học đầy ao trong hội hiện tì cách lý, tì ao mậu bệnh. Khen hàn là giáo viên, đà khắp đảng bệnh hứa phòng trẻ dịch giúp lại tì. Ngành giáo dục tờ nó việc, lệ thòn thư qua mạng, các bà bài tập còn tuần hàng học sinh. Đại hệt thống lúc đại bài thòn thư số trường. Con lấy ăn khẳng, phò giáo dục cấp đào tạo lại huyền, đã lớn trao phía dạy thư cấp thòn thư, mi lều áp lực hỏng họ xính. Phải hiện nàn, mắn, hạp đời từng tí, từng lườn trường, mi đại chủ quán, phải coi mài về biển cách hệ thống hạp. Trong chỉ đạo chuyên môn thì chúng tôi cũng đã tập trung đào lần cháo chuyên môn, bòn khói tốt còi thờ lần cháo lòng bào thoái mơ. Hẳn lè cháo lại lườn trường, hiện làm việc nói bài trường trên dạy thư lòng lần cháo cô bồ. Còi khảo thoàn cháo lại kiến thức hệ cốc, cô lại môn học, các lại kiến thức mơ con. Phần nhàng làng lè trong học ôn bài, thoàn cháo về hiện lúc mịt bài dịch mơ. Bòn khỏi đã lần cho tặng lại trường từ văn thòn tiếp tham bươn pét vì thòn xì linh thòn tiếp mết lúc có phải thòn thứ lè dạy bồ thòn nơi chạy mỗi tuần các mỗi nào mít quá thảm tiết hứa học chương trình dạy thư đầy hiện men hốn đò đầy việt thòn dạy thừa học kỹ ít vì học thòn xì linh thòn tiếp mết thòn xì linh thòn tiếp thóng bòn khỏi tôi lần trao lại trường tôi mơ cái dạy thứ. Mì phải học suốt nửa lớp lúc mì dịch bệnh đầy tắp. Mì phải học qua mạng lúc tà mì phải dịch mơ. Các hình thức dạy học. Có dạy học trực tiếp khi mà điều kiện dịch được kiểm soát. Có dạy học trực tuyến khi mà xuất hiện tình hình dịch. Đào báo thư phát ngành giáo dục nhận phải khai giảng phi học mơ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào lò. Lịch sử đang hàng hắn. Mì mì ăn khẳng hào tạo thùng hồn chẳng ai thòn thứ. Mì mì ăn giang hào lều chùn vào cố gắng đào thòn thứ. Học thảm lại phè và hiền lung loang bảo bố. Đôi tinh thần hẳn, thi lệ lại thời cô giáo, các tạo lại nòng học sinh tỉnh Hà Giang. Vẫn tạo thùng truyền thông thi đua, bày qua lấy ăn khẳng, cố gắng thòn thư các rèn luyện đầy miệng, mò cầm bác hồ đạt thòn trao.